Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những sự ra đi ẩn khuất trong đồn công an Ngày 27 tháng 8, báo Đất Việt có bài về những cái chết trong đồn công an của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Miến Theo đó, luật sư Miến đặt vấn đề về số người chết trong đồn công an không được công bố trong lúc báo đảng thường tường thuật các vụ này là do tự tử Hình ảnh bài trên báo Đất Việt Luật sư cho biết liên tiếp trong tháng 8 đã có hai người chết oan và một người bị hôn mê sau khi bước chân vào đồn công an. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2023, nạn nhân là ông NQT, 40 tuổi, sau khi bị công an huyện Hóc Môn bắt tạm giam về hành vi buôn lậu thuốc lá, đã chết tại bệnh viện Chợ Rẫy. Theo giấy báo tử của bệnh viện Chợ Rẫy, ông T chết lúc 3 giờ 26 phút ngày 16 tháng 8 và nguyên nhân là do tổn thương ổ của não vỡ xương mũi, gãy bảy xương sườn bên trái, tổn thương phổi, vân vân. Tại Hà Giang, ngày 19 tháng 8 năm 2023, nạn nhân là Nguyễn Văn Hưng, 44 tuổi, đến từ thôn Cầu Giác, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ông Hưng bị công an thành phố Hà Giang bắt vào tối ngày 17 tháng 8 khi đang giải quyết chuyện nợ nần cá nhân. Tại nhà của một người dân ở thành phố Hà Giang, ngày 18 tháng 8, bà Đặng Thu Hoài, vợ của đương sự, đã tới thăm chồng tại trại giam công an thành phố Hà Giang và nhìn thấy vết bầm tím trên mặt của chồng mình. Bà Hoài sau đó hỏi liệu ông Hưng có phải đã bị tra tấn đánh đập hay không và được ông này xác nhận. Đến sáng ngày 19 tháng 8, bà Hoài nhận được thông báo từ phía công an thành phố Hà Giang cho biết rằng chồng bà đã tử vong. Phía công an cho rằng ông Hưng đã tự sát bằng cách buộc chân, buộc tay và tự dìm đầu vào bể nước. Hình ảnh Đỗ Đăng Dư, một trẻ vị thành niên bị chết bất minh trong đồn công an năm 2015, phía công an đổ tội cho đại bàng. Tại Hải Phòng, nạn nhân là ông Trần Đức Trình, 37 tuổi, ông này bị công an địa phương dẫn giải về nhà trong tình trạng cùm tay vào tối ngày 15 tháng 8, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường và bị công an đưa đi ngay sau đó để điều tra về một vụ trộm cắp tài sản. Hai ngày sau, ngày 17 tháng 8, gia đình ông nhận được điện thoại báo tin ông Trịnh đã bị tai biến nhẹ và đã được công an quận đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kiến An, Hải Phòng cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán, ngoài việc bị tụ máu não, chấn thương vùng mặt, còn bị gãy ba xương sườn bên trái. Hiện ông này đã được gia đình chuyển lên bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội do tình trạng bệnh chuyển nặng và vẫn còn hôn mê. Xa hơn chút nữa, luật sư liệt kê các vụ tột cùng của sự tàn ác như tại Phú Yên năm 2012, theo hồ sơ vụ án do tình nghi ông Ngô Thanh Kiều, 30 tuổi, ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, có tham gia một số vụ trộm cắp tài sản lớn. Rạng sáng ngày 13 tháng 5 năm 2012, công an đã đến nhà bắt ông và sáng cùng ngày đưa về trụ sở công an Tuy Hòa làm việc. Tại đây, từ 8 giờ đến gần 13 giờ cùng ngày, năm công an Thành, Quyền, Mẫn, Quang, Huy đã thay nhau dùng dùi cui cao su có lỗi sắt liên tục đánh đập ông Kiều, trong khi tay ông này thì bị còng vào ghế trong tình trạng đói khát. Đến chiều cùng ngày, khi ông Kiều được đưa đến phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Phú Yên, thì ông ngất xỉu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên thì chết. Tại Vĩnh Long, tối ngày 2 tháng 5 năm 2015, anh Nguyễn Hữu Tấn bị cơ quan an ninh điều tra bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi phát tán tài liệu chống nhà nước tạm giam tại trại giam công an tỉnh. Theo báo cáo của công an, lợi dụng lúc cán bộ điều tra vừa ra khỏi phòng, anh Tấn đã lục tìm được con dao rọc giấy được cất trong cặp riêng của cán bộ rồi cắt liên tiếp vào vùng cổ để tự sát. Chỉ trong 3 phút, khi hai cán bộ điều tra quay vào, anh Tấn đã bị choáng vì mất máu và chết sau đó. Hình ảnh một công an đánh dân bị chụp lén. Luật sư dẫn một báo cáo của Bộ Công an được tiết lộ hồi tháng 3 năm 2015 thì trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 9 năm 2014 đã có 226 trường hợp chết tại các cơ sở tạm giam tạm giữ của công an trên toàn quốc. Tuy nhiên, số liệu tù nhân, người chết trong đồn công an, người bị tử hình cũng như số lượng trại tạm giam tạm giữ là tài liệu mật. Ngay cả định vị trại giam trên các ứng dụng chỉ đường cũng bị xóa. Số liệu nạn nhân chết khi bị mời đến đồn công an trong giai đoạn tiền tố tụng, chưa bị khởi tố bị can, chưa bị tạm giữ tạm giam không được ghi nhận, cho nên số liệu trên chỉ là phần nổi của tảng băng trôi không phản ánh trung thực được số người chết thực sự trong đồn để đối phó với tình trạng tự nguyện chết trong đồn công an luật sư cho biết thêm các nhà hoạt động thường làm sẵn một tờ minh định đây là một hình thức kêu đòi công lý một khi công an không thực thi pháp luật một cách đúng đắn luật sư còn bị cản trở thi hành trách phận ngay khi thân chủ bị công an mời thì nó vẫn là bùa hộ mệnh cho người trước khi bước vào đồn công an Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Những sự ra đi đầy ẩn khuất trong đồn công an Hà Nội có thiếu quỹ đất xây trường học Ngày 26 tháng 8, tác giả Song May có bài bình luận Thủ đô Hà Nội đang thiếu trường công nhưng thừa nhà hát Đăng trên diễn đàn của một trang báo quốc tế tiếng Việt Tác giả cho biết trong hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 của Bộ Giáo dục ngày 18 tháng 8, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Hà Nội đã kiến nghị chính phủ cho phép các trường học ở Hà Nội được phép nâng tầng và xây thêm tầng hầm. Hình ảnh bài bình luận trên BBC tiếng Việt. Lý do theo bà Hà, số học sinh ở Hà Nội tăng nhanh, trung bình mỗi niên học từ 50.000 tới 60.000 học sinh các cấp thay vì phải xây thêm trường học mới thì cho phép các trường hiện hữu được nâng thêm tầng và xây thêm hầm để có thêm phòng học cho học sinh tác giả dẫn các số liệu chính thống cho thấy niên học 2023-2024 gần 30.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở của Hà Nội không có chỗ để vào lớp 10 công lập phải ghi danh học các trường tư trường trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc phải ra ngoài ô để học trường công Tác giả nhắc lại lời phát biểu của ông Trần Thế Cương, giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội, cho rằng Hà Nội không thiếu chỗ học, được VN Express dẫn tường thuật ngày 7 tháng 7. Tác giả dẫn ý kiến của nhiều độc giả là mạng lưới trường công ở Hà Nội phân bổ không đều, ngoại ô thì thừa trường, còn nội ô thì lại thiếu và cho rằng việc quy hoạch trường của Hà Nội có vấn đề. Hầu hết phụ huynh Hà Nội lo ngại việc phải cho con cháu đang tuổi thiếu niên ở trọ xa nhà, ngoài tầm kiểm soát và chăm sóc của họ. Điều này có thể gây ra những hệ lụy cho xã hội khó lường trước trong tương lai. Tác giả bình luận đúng là nghịch lý khi sinh viên ở các tỉnh vào nội ô Hà Nội thuê phòng trọ để học đại học, còn học sinh trung học thì phải khăn gói ra ngoại ô thuê phòng trọ để được học nốt 3 năm trung học. Tác giả đặt vấn đề có thật là Hà Nội thiếu quỹ đất để xây trường học. Đầu tháng 7 vừa qua, Hà Nội vừa khánh thành một nhà hát nguy nga lộng lẫy có 900 ghế ngồi, diện tích 5.000m2, mang tên nhà hát Hồ Gươm. Chủ đầu tư là Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tọa lạc tại số 40-40A Hàng Bài, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, ngay trung tâm thủ đô. Tác giả nhận xét, điều đáng nói là Hà Nội vốn đã có sẵn gần 20 nhà hát, quy mô từ 200 đến 1.000 chỗ ngồi, được phân bổ khắp thành phố. Tuy nhiên, nhiều nhà hát đều hiêu, rơi vào trạng thái hoạt động cầm chừng, không có khán giả, gây lãng phí. Hình ảnh phụ huynh học sinh ở Hà Nội vật vờ chờ con thi vào cấp 3. Không thấy báo nói khi xây dựng nhà hát này có ai hỏi ý kiến dân thủ đô xem họ có cần hay không và cơ sở này sẽ kinh doanh như thế nào khi nhiều nhà hát ở Hà Nội hoạt động cầm chừng như truyền thông Việt Nam nói. Vẫn theo tác giả nhà hát Hồ Gươm là cái thứ chính được xây dựng tại quận Hoàng Kiếm. Đây là quận nhỏ nhất Hà Nội có diện tích chỉ 5,29 km vuông mà phải cổng trên lưng chín nhà hát. Tức là chỉ một quận mà đã có nhà hát lớn Hà Nội, nhà hát kịch Việt Nam, nhà hát kịch Hà Nội, nhà hát ca múa nhạc thăng long, nhà hát múa rối thăng long, nhà hát tuồng Việt Nam, nhà hát cải lương Hà Nội, nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam và mới nhất là nhà hát hồ gương của Bộ Công an. Tác giả tiếp tục đặt câu hỏi đối lập với số nhà hát Quân Hoàng Kiếm có bao nhiêu trường phổ thông trung học? Chỉ có hai trường là Trần Phú và Việt Đức, cả hai đều được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Trường Trần Phú được xây dựng năm 1919, còn trường Việt Đức vốn là trường dòng Bichinier của đạo Công giáo, xây dựng từ năm 1897. Cả hai trường này mỗi năm chỉ nhận tổng cộng 1.200 em học sinh vào lớp 10. Tác giả kết luận, thay vì xây nhà hát Hồ Gương, người ta nên trả 5.000 mét vuông đất này cho Hà Nội để xây thêm một trường trung học phổ thông, thì học sinh Hà Nội sẽ không phải ngậm ngùi sách vali ở phòng trọ cách nhà 20 đến 80 km hoặc trong tương lai không cần phải chui xuống tầng hầm để học. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Hà Nội có thiếu quỹ đất để xây trường học. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d